Ngày 25 tháng 8, nguồn tin của tuổi trẻ online cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra tội giết người đối với Hồ Xuân Hải, 52 tuổi, người đã dùng khí CO để đầu độc vợ con, khiến người vợ và ba con gái tử vong. Các quyết định và lệnh nêu trên của cơ quan điều tra đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị phê chuẩn. Như đã thông tin ngày 23 tháng 8, người thân và hàng xóm phát hiện gia đình ông Hải có dấu hiệu bất thường nên mở cửa thì phát hiện vợ và ba con gái của ông đã chết trong phòng ngủ, còn ông đang thoi thóp. Ông Hải được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, không lâu sau thì sức khỏe hồi phục, ông tỉnh táo. Khám nghiệm hiện trường nhà ông Hải, cơ quan chức năng phát hiện có một bình khí CO, ống nhựa dẫn khí vào phòng ngủ nơi phát hiện vợ và ba con gái ông Hải chết. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Hải khai nhận do làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý đầu độc để cả gia đình cùng chết. Ông đã đi mua bình khí CO tối ngày 22 và rạng sáng ngày 23 tháng 8. Khi vợ con ngủ say, ông xả khí độc này vào phòng, sau đó ông cũng vào phòng này nằm. Hậu quả làm vợ ông là bà D, 49 tuổi và ba con gái chết.